Các đồng chí, mùa hè tình nguyện năm nay được triển khai trong thời điểm đoàn viên, hội viên thanh niên thành phố chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua. Và sẽ có thật nhiều phần việc, nhiều công trình thanh của thanh niên chúng ta thật sự hữu ích và được thanh niên người dân đón nhận. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Phước Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Phụng và các em thiếu nhi. Xin mời các em. Chị chung cư sẽ tiến sân khấu để nhận bảng biểu trưng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Đoan Trang, bí thư tỉnh nguyện được kết nạp đảng trong chiến dịch 7 vận động 50.000 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các chiến dịch tình nguyện hè. Thanh niên thành phố trồng mới 1.000 cây xanh trên tuyến đường Võ Chí Công. Từ mức độ 2. Thổi xuyên. Tiêu của các chiến dịch 19 và phát thuốc miễn phí cho ít nhất 1.000 người dân, tư vấn tâm lý cho ít nhất 1.000 lượt đoàn viên để góp phần thực hiện thành công các công trình phần việc đã đề ra. Ngoài sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát kịp thời từ ban chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè thành phố Thủ Đức năm 2023. Sau đây, ban đồng chí Nguyễn Trường Khang, ủy viên ban thường vụ thành đoàn chỉ huy phó, đồng chí Nguyễn Tấn Lộc, bí thư đoàn. Và hoạt động của các chiến dịch tình nguyện hè thành phố nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ phía ban, kính mời đồng chí Nguyễn Phước Hưng tiến lên sân khấu phát biểu giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè thành phố Thủ Đức năm 2023. Để cùng rèn luyện, cống hiến, sẻ chia yêu thương trong dịp hè. Đây là cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thành phố Đức năm 2023, chúng tôi sẽ hứa quyết tâm sẽ luôn cố gắng, nỗ lực và luôn đoàn kết. Tình nguyện chúng ta sẽ có một ngày chủ nhật ý nghĩa với các công trình phần việc của thanh niên thành phố Đức chúng ta. Một nữa là xin được trân trọng cảm ơn và kính chào. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược và hô thật to được không các bạn ơi? 3, 2. Rồi cô có đưa con gì không? Như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước thải, ô nhiễm